Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay nhà Soan sẽ ăn một món rất là đặc biệt luôn. Hôm nay ăn thịt bò Hàn Quốc, Hanu là thịt bò cao cấp của Hàn Quốc ấy, đến từ nhà tài trợ Kim Cương là mẹ chồng. Đây cho mọi người xem này, giá của nó là 59.000 luôn này. Hơi đắt đúng mọi người. Nhìn có hai miếng như thế này mà tính ra tiền Việt là 1.2 triệu à. Bây giờ vợ chồng Son sẽ nướng ăn đây. Mời mọi người ăn cùng vợ chồng Son nhé. Ăn thôi. Ăn thôi. Hôm nay Son đã chuẩn bị các loại rau sấm để cuốn ấy. Quá nhiều loại lắm mọi người. Masikita. Ăn kèm. Ăn kèm là có cái tỏi đấy nha mọi người. Tỏi ngâm tương này ngon lắm luôn á. Ăn với đồ nướng ngon. Xong thì Son chấm với hai loại sốt. Loại sốt này là sốt chấm thịt nướng. Còn đây là anh Đông Lua, anh thích ăn kiểu dầu mè với cả một ít muối á, chấm thịt bò. Ngoài ra thì còn có kim chi ăn kèm. 고구마만 있어도 행복해지는 소고기. Soguki는 많이 익힌 안 돼. 보통 한국에서 소고기는 딱 이 정도로 먹어. 그냥. 아, 아니 봐. 민정 너무 아니 ăn thì sẽ kiểu nướng nó hơi nướng nó còn đỏ đỏ á mọi người, nướng còn đỏ đỏ đã ăn. Nhưng mà Toàn thì thích ăn chín cho nên là hôm nay anh sẽ nướng chín hơn. Wow, quá. Soan이는 완전히 익혀서 먹어야겠다. 근데 이거는 사람마다 다를걸? 베트남에서도 약간 빨갛게 먹는 사람, 미디엄 좋아하는 사람이 있고. Có người thích ăn đồ ăn thịt bò gọi là mỏ tái. Hơi tái tái đã ăn rồi, nhiều ăn bít tết thì vẫn còn một tí đỏ đỏ bên trong đã ăn rồi. Nhưng mà Soan thì còn thích ăn chín hơn. Thịt bò đó, chứ không có thịt. Không sao lỡ hả? Mời mọi người nhé, Soan sẽ ăn. Nói chung miếng kim chi nữa nhé. Ở đây cũng là mọi người. Chúng ta ăn. Mời chúc cho người ta. Mời chúc cho người ta. Ăn thử đi. Ngon lắm mọi người ạ. 맛있죠? 진짜 mềm gì đó là thịt bò mềm. 입에서 녹아. 나는 이거 상추하고 이거 깻잎 이렇게 합쳐서 먹는 게 제일 좋아. 이게 제일 맛있어. 이거를 기름에 한번 찍고 쌈장도 이렇게 듬뿍 넣고 마늘도 한 입에 꼭. Bên này ăn cái gì cũng ăn miệng to ấy, đúng mồm đúng má như vậy cho mọi người thông cảm nhé. ăn như vậy kiểu bên này thì họ kiểu không ngại ăn như vậy đâu, kiểu không phải như bên mình kiểu họ kiểu ăn quen như thế, ăn thì rất ngon miệng luôn. Qua một cái nhau một quả. Ok. Anh bảo là sẽ ăn thử không cuốn. Cố ghi mà thôi, cái gì? Wow. Dạ. Thịt bò là tan mềm trong miệng luôn. Bây giờ Soan sẽ thử cuốn cái lá này. Lá cải xoăn à. Đây là đầu tiên Soan ăn lá này luôn. Thật ra, cái này thật là ngon. Đúng rồi. Thịt này à, đắt như thế cho nên không thể không ngon được mọi người. Cái lá này là đồ ăn nên thấy hơi lạ lạ mọi người. Mở cốc. Sao
하잖아요. 근데 전 이거 써놨었어요. 저한테 간 게 라네. 본능 간에 라네 맞고 본능 누워가 안 먼저 재밌구나. 아니 그 뭐지? 입에서 막 즙이 나오잖아. 입즙이 그치? 좋아. 안 vào miệng ấy, nó kiểu mềm tan trong miệng xong rồi nó có kiểu như cái nước trong thịt ấy, nó chảy ra ấy. Đúng là thịt bò cao cấp của Hàn Quốc. Tương thịt dạng thế. Tôi có sao chứ kìa. Xoan style gì đó. Xoan là chấm với sốt, chấm thịt nướng đấy. Xoan có. Anh bảo để anh gọi cho Xoan một cái. Xoan là một cái mà. Được rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm mà. Xiu. Ngon quá. Ngon quá. 살짝 소고기 있잖아. 보는 재미도 있고 먹는 재미도 있고. 그치? 아니 뭐 언니 이렇게 택 많이 ngon. 와. 우와. 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 기다려. 왜 내가 기다려 이렇게 기다려. 자. 또 터졌다. 내가 서서 하면 더 잘할 수 있는데. 아니요. 두껍죠. 와 엄청 두꺼워. 좋아요, 좋아요. 와인 먹고 싶다. 와인하고 딱 맞는 곡인데, 그치? 와인 있는데 상했어, 다 오래됐어. khó diễn tả thành lời ấy. Thỉnh thoảng thì sẽ ăn một miếng kiểu dạng không mâm, không quấn đấy mọi người. Cảm nhận vị thịt nó rõ ràng hơn, không quấn cũng ngon. Cái cảm giác vẫn chưa đủ đâu mọi người ạ. Thơm ngon cái cụm miếng cuối cùng luôn. À, xịt chó. Uống nước có ga nữa, hợp quá hợp luôn. Ta mô gọt ta. Hai đứa đã ăn xong vị thịt rồi mọi người ạ. Chưa no lắm nhưng mà cũng kiểu đủ lượng thịt cho hôm nay rồi đấy. Cảm ơn mẹ chồng rất là nhiều, nhà tài trợ kim cương của vợ chồng Son. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nhé. Mong mọi người sẽ like và đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng Son nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye.